Mercedes-Benz BS110, ác quỷ săn đêm ít biết của không quân Đức một thời. Trong quá khứ, Mercedes-Benz BS110 được phát triển và sử dụng như một máy bay chiến đấu ban đêm đáng sợ được trang bị radar và trở thành một ác quỷ đánh đêm chủ lực của không quân Đức. Mercedes-Benz BS110 là một máy bay tiêm kích hạng nặng 2 động cơ được phát xít Đức phát triển trong thập niên 1930 và sử dụng trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Máy bay tiêm kích BS110 được vũ trang các loại vũ khí gồm 2 khẩu pháo MGFF 20mm, 4 khẩu súng máy MG-17 cỡ 7,92mm và 1 khẩu súng máy MG-15 hoặc khẩu súng máy 2 nòng MG-81. Máy bay BS-110 đã phục vụ với những kết quả được xem là thành công trong các chiến dịch ban đầu như Ba Lan, Na Uy và trận chiến nước Pháp. Điểm yếu chính của BS-110 là thiếu sự linh hoạt ở trên không, mặc dù điều này có thể được giảm nhẹ với các chiến thuật khôn ngoan hơn. Tuy nhiên, điểm yếu này đã bị lộ và bị khoét sâu khi nó được giao nhiệm vụ bay hộ tống cho các máy bay ném bom của Đức trong trận chiến nước Anh. Tuy nhiên, khi máy bay ném bom của Anh bắt đầu nhắm đến lãnh thổ Đức với các cuộc đột kích ban đêm, một số đơn vị trang bị máy bay chiến đấu BS-110 đã được rút về triển khai tiêm kích ban đêm, một vai trò mà máy bay được cho là rất thích hợp. Trong ảnh là buồng lái chiếc BS-110, bạn có thể nhìn thấy mặt phi công qua một cái gương nhỏ. Sau trận chiến nước Anh, BS-110 có một giai đoạn hoạt động thành công trong vai trò chiếm ưu thế trên không hoặc máy bay không kích trong các chiến trường khác. Trong ảnh là người điều vô tiếng kim xạ thủ trong buồng lái BS-110 trên bầu trời Nga năm 1941. Trong chiến dịch Balkan, chiến dịch Bắc Phi và trên mặt trận phía đông, BF-110 phục vụ như một máy bay tiêm kích bom hỗ trợ mặt đất rất đắc lực. Trong ảnh là phi công trong buồng lái của một chiếc BF-110 ở Pháp năm 1942. Trong giai đoạn sau của chiến tranh, nó được phát triển thành một máy bay chiến đấu ban đêm đáng sợ được trang bị radar và trở thành một máy bay đánh đêm chủ lực của không quân Đức. Trong ảnh là BS-110 trong nhiệm vụ chiến đấu ban đêm trên một sân bay ở Pháp năm 1944. Hình ảnh từ năm 1941 trên bầu trời Bắc Phi. Trong ảnh là một chiếc Fat G-50 của Italia và một chiếc BF-110 của Đức. Hầu hết phi công bay đêm đạt đẳng cấp Ace, ác chủ bài của Đức đều đã từng bay BF-110 tại một số thời điểm trong sự nghiệp chiến đấu của họ. Và đẳng cấp Ace của mọi thời đại, phi công Heinz Wolfgang Schnapper, người chỉ bay duy nhất BF-110, đã được tuyên bố giành chiến thắng 121 lần trong 164 phi vụ. Trong ảnh là chuẩn bị kỹ thuật cho một chiếc BF-110 xuất kích, ảnh chụp tại Pháp tháng 10 năm 1940. Một chiếc BF-110 bay dọc theo bờ biển ở Bắc Phi tháng 4 năm 1941. Video cuộc diễu binh trên không tôn vinh kỷ niệm 75 năm chiến thắng nguồn, Sputnik Việt Nam.